lớn nè, mình khách lớn không chồng được không ạ? Xin mời âm nhạc. Và xin mời họ mình nên chúng ta chia sẻ hoặc là gửi Vâng, anh trai Khoa cũng đẹp trai không kém nha.
nha. Số 24 và số 7 sẽ cùng thi đấu với nhau. Đây sẽ là cùng chung bảng xếp hạng. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Wow, quả nhiên anh Lạnh Thanh đã sử dụng chân dài của mình để phóng 3 bước. Tuy nhiên quay trở lại thì anh Thanh có vẻ chậm hơn, vì anh đang sử dụng một chiến thuật xếp hình, gọi là xếp hình cụm 3. Wow, anh xếp sẵn ở trên đó và anh đem xuống. Tuy nhiên đây có phải là chiến thuật hợp lý hay không, vì anh số 24 đem về tới tận 12 thỏi vàng, trong khi anh Thanh đem về chỉ có 9 thôi, mà anh đã mất tới 20 giây rồi. Tính lại anh Thanh ơi. Wow. Ok, 30 giây. Cục nào rớt ra mà có thể chặt lên. Đúng rồi, Anh Thanh ơi, 18 giây. Cục nào rớt ra thì mình nhặt lên. Mình nhặt lên mình xếp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và hết giờ. Còn khủng quá khủng. Rồi, kính thưa quý vị, một thỏi anh số 24 không đặt lên bàn cờ màu đen, chúng tôi sẽ không tính. Wow, sau nỗ lực và tốc độ thì anh trai số 24 đã đem về cho mình 10,2 kg. Không, chỉ do kỹ thuật xếp hình của anh chưa giỏi thôi. Anh Thanh, em bắt tay một cái, anh xếp hình vô cùng gọn gàng và đã xếp các thỏi vàng của mình và đem về 34,9 kg. Wow, 34,9 kg. Vâng, xin được chúc mừng anh Lạnh Thanh. Và vâng, anh trai số 24, nếu như mình còn tiếc nuối có thể đăng ký lại. Vâng, anh số 25, anh tên gì ạ? Mình tên An. Vâng, anh An sẽ chơi chiến thuật gì ạ? 35. Sẵn sàng chưa? Đồng hồ, check. 3, 2, 1, let's go! Số 26 và 27 là đôi bạn thân với nhau. Còn anh trai số 27 đem về cho mình 32 kg chẵn.
hoa hậu rồi, chỉ còn thiếu 3 kg nữa thôi, chỉ 3 kg nữa thôi. Vâng, nữ người mẫu cùng một quý đem về cho mình 2 số 008, đem về 21,1 kg. Vâng, chúng ta ở vị trí số 11 là một tính toán cơ của An Fitness. Đó là một tính toán cơ về fitness. Bạn tên gì ạ? Bạn đang số 05. Vâng, còn vị trí nha. Mục tiêu của mình là anh đã thành 34,9 kg. Ok, 34,9 kg. Ok. Ok, 3, 2, 1, xin mời. Cổ vũ cho hai chàng trai chúng ta không ạ? Vỗ tay lên nào. Vâng. Có ai số 41? Vậy thì chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian ở phút cuối để xếp. Tại sao chúng ta không xếp luôn? Thì gì? Trời ơi, mai một đứa không thích điều này. Chạy sao đây, chạy sao bốn ơi. Lùi lùi lại xíu, lùi lại xíu. Em sao lớn. Trời ơi, còn mười mấy giây mà chưa xếp được. Quá trời ơi. Hay quá. Còn 8. Ủa 6, 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Đó, chúng tôi hai cột cuối, hai khỏi cuối chúng tôi thông tin. Wow, lúc mình đây là lần đầu tiên trong thử thách này mà thầy bố cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm. Nhắc lại là phải tổ chức không thích điều này nha. Vâng, chúc mừng với số danh 11.